Chào nhà ha, thì trong hình tính bonsai xin giới thiệu cho quý bà con một cái gói, cái gói để đánh thức mầm hoa, kích thích ra hoa. Thì chuyên dùng xử lý ra hoa nha cả nhà, phân hóa mầm hoa cực mạnh ha, kích thích ra hoa nhiều đồng loạt, xử lý ra hoa nghịch mùa đó ha. Thì dành cho cây mai vàng thì cô bác anh chị pha cái gói này ha. Thì ở đây mình có ba cái loại nhưng mà chung một công ty và chung một nhãn hiệu và cũng chung một cái ruột giống nhau luôn, có nghĩa là trong cái ruột này giống nhau đó. Trong cái ruột này cũng giống nha đó. Nói chung là chung một công ty luôn ha, có nghĩa là thằng nông tính rồi ha. Bên đây cũng nông tính rồi ha đó, và đây cũng nông tính luôn đó. Thì cái ruột giống nhau hoàn toàn ha, nhưng mà sản phẩm thì người ta in ấn nhiều cái mẫu mã thôi. Màu sắc đâu ha, nhưng mà cô bác chị chỉ cần là lấy cái gói này thôi ha. Đây gói này thì lấy 35g hoặc là 50g ha, tưới á, cộng với 16 lít nước là một thùng bê á, tưới cho 4 cây dầu 6. Còn ở ít thì mình tưới ít hơn, còn mà nhiều mình tưới nhiều hơn vậy đó. Cây lớn cây nhỏ hoặc là chậu lớn chậu nhỏ ha. Thì đó là tưới 35g tới 50g để pha với 16 lít nước để tưới từ tưới buổi sáng ha. Còn mà phun thì cái pha cái gói này 35g, nếu có được tược non thì cộng với trừ sâu, tược non mà cứng thì cộng thêm cái bộ về lá xanh lá. Phun thì phun buổi chiều, thì cái gói này vừa phun vừa tưới 7 ngày một lần, tưới buổi sáng phun buổi chiều. Thì sau khi mình đã làm vừa phun vừa tưới được 2 lần, nụ bây giờ nó đã lên, cái nụ kim đã lên nha cả nhà. Nó lên nách lá nè, nó lên tới cái đọt luôn nè. Nói chung cái cây của mình nó bây giờ nó đã lên nụ rồi nha. Cây bây giờ là phải lên nụ nha cả nhà, không lên nụ là không được nha. Bây giờ nè, thấy không, phun vô cái nụ kim tí lên đều trừng. Nụ kim nè ha, nụ kim tí lên điều trưng rồi nè. Không biết anh em của anh chị có thấy không tược non ra mà nó lên nụ luôn nè, ngay đọt nè. Nó ngay cái đọt mà nó lên điều trưng rồi cả nhà. Lần thấy mê không? Nè, ngay đọt nè ha. Nè, có ngay đọt nó lên điều trưng nè. Cô anh chị thấy cái nụ mà thấy ghê hồng không? Nó lên như vậy là cây của mình là bông khủng khiếp á. Nè, cho cô bác anh chị xem mà ngay cái đọt nè. Bây giờ kêu các bạn là cứ tược non cứ phun bình thường ha, lá già cái nó lên cái nụ liền, vừa phun vừa tưới nha. Thì tất cả các cây đều lên nụ đó nha cả nhà. Đọt tược non nè ha, cái nách lá đã lên nụ rồi ha. Mới thôi, mới có phun mà 1-2 lần thôi nên là nó mới vậy thôi ha. Ở đây nó cũng lên nè. Nói chung cây nào cũng lên đó. Cái này là cái nụ nha đó. Nụ kim đã xuất hiện rồi cả nhà ơi. Ngay nách lá là có nụ kim nhọn đó. Nó là nụ kim. Bây giờ là phải có nụ kim ha. Anh em miền Nam phải có nụ kim ha. Anh em miền Trung thì phải bự hơn chút. Anh em miền Bắc là phải bự chà bá luôn. Thì bây giờ mới đúng cái tiến độ Tết nha. Còn mà giờ cây mà chưa có nụ kim là anh em phải khẩn trương ha. Khẩn trương làm cho nó có nụ kim hết đi. Nè, cây của mình tựa sùm không? Nhưng mà bất cứ cái tược nào mình vô cái gói kích nụ này cũng đã lên hết ha. Lên đồng loạt luôn á. Nhánh nào cũng lên nè. Nó lên vậy là cái cây của mình full cây, vàng khè full cây. Cây mới ghép nè, từ đầu năm tới giờ cho ăn Tết luôn nè. Nè coi nè. Nói chung cây ghép thì nó dễ lên nụ lắm cả nhà. Coi nè.
anh em coi kỹ cái cây cái nhánh này ha. À, nó phun to cái mỗi nách lá đều có nụ hết. Mỗi nách lá đều lên nụ kim hết đó, ha. À, à, lên tới đọt cũng lên nụ kim. Đó là lý do là cho nó ăn phân đã lên à. Ở cây này có vậy chứ, mới ghép có vậy chứ cũng được tròn trịa được từ Tết tới giờ ha. Nè coi nụ kim nè. Ở nhà thấy nụ kim không? À. Mới ghép mà nó bây giờ nó đầy nhóc rồi đó. Là Tết là nó phun cây. Nó dằn khẽ cây liền. Thôi xin dừng video tại đây ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì cô bác chị nào mà tàn lá giống như cây của mình ha, là cho ăn phân, kích nụ mai vàng, thì nụ sẽ lên ha. Xin chào, chúc cả nhà vui vẻ.